Alo bạn, mình là à, đi nè, nên gì biểu chuyện này biểu chẳng lấy cả sao ô tô ô đi ào, xây biểu biểu chuyện chuyện này lừa lừa cú cú này bê lô miêu, phá lô này nè, xây vườn giá gió này bê lô phá lô này từ lấy số rồi, bê lô phá bê lô ní nhiêu này phá này số lô chuyện bê lô miêu, à nên là sản bí mật này quá số rồi, tip lấy cú bê chân nào phía bài, cú gì hả nó tip đâu, chào mình. So aku lola sen ni si pan ni sa ogaro ju phit par de ju sa og ma di ju sa og di sia ma ju ye la ye out the my away ma tu a homesick bo no di english sa dalung lo yi tha da di sa og ajang review ma hau pa au sa og ko pelu pi yang pham le so any kind of books bo no any kind of books phit phat lo ya ba de so patthama nin si a myan dan sa og ko a myan dan ba ko phat nin da ko phat nin da sa og ko me ma twa au me like me mà cô mẹ out of sight out of mind mà phi outside out of mind mà phi ăn món gì ăn nên tôi lấy tệ đó đấy solution là cái đi đi làm mà nên gì đi lo size sao ốp phát solution ấy ấy cô đi ở tây zone đi sao ốp ở tây zone sao ấy mà đi sao ốp phải bỏ lo ấy nên gì ấy cô đã bị hắn ấy xịt cái món đó đặc biệt mẹ đi nơi đó rồi nên gì ấy dùng đồ này để chăm dùng đồ này ấy cô tốt hơn nên gì ấy nên gì ấy mong gì vậy tu sân này bởi lúc bác phía phía hồ xe yông xe khăn tòa ra rô bà nhà tòa ra rô bì ấy là số lô xuyên nên dì ám nhé là cô sáu dù tòa ấy sáu cô nê đập hà đi bè bà tòa chê ạ chú dì á bà chạc gà bà lê sổ đó time killer phía đẹp nằm bà dì quả phong ngồi là chê nông bút nê là mà hô bê nè phong bút is not a bad thing right bà mà mẹ phía phía cô bà tên bà ấy cô lâu đẹp no problem sao ốp hàn lu sao ốp hàn lu beginner đi ở đây giờ rồi sao ốp hấp bộ motivation sẽ là anh em khác đấy ở đây ở đây giờ cô đấy anh em đang xin nhé number one motivation phía đấy sau đó đến giờ sẽ xây dựng xây khăn đi giống như mà sẽ gặp nhau bây giờ sau đó sẽ gặp nhau bây giờ cho đến giờ tòa giáo qua đi solution sẽ là ông sau này là phía sẽ lưu nam mới giáo đi lưu lưu nam rồi sau này là về phía sẽ solution sao ốp hấp lại đấy rồi à chị nhà tôi làm nhà này quá lo xin cô phát triển là sao này cô phát lộc đi cô tui lu lấy nhà này à chị nhà là hát mà phải phụ em là nó bắt để tôi lấy gì tôi bảo ấy giao mi rồi gì tôi lấy số này đâu mà ấy size của cô yes sao ông mình sao còn nói gì đâu chuyện cao mà đấy tự lấy đấy lấy ra lấy mà hầu lấy cô bắt sao cô lấy bắt sao ấy số change bà lấy số thì thế ông lấy đi hầu cho mà số number này à chắc cả bà lấy số này sao bắt tham mà phát bắt tham mà sao ông đâu cô phát nhà chị mà sao miền nào trên miền nào nên miền nào phát lại đó này, anh nghe đây, đặc biệt mấy anh ấy, tại nhà cô cô tại nhà cô ngã sao miền nào mà phát qua bên nhà ba đó này lùi xuống luôn chứ, tại nhà cô tại ôl lại phát đi đó này, tại phát cô tại ôl lại phát đi đó này, đặc biệt mấy sa ba anh phát này lùi rồi, tôi trả rồi, anh motivation trả rồi, anh khách đã rồi, cô tại nhà cô ngã ngắm đi nè mà, ngắm miền nào bị ông phát này, sao miền nào five pages bị ông phát này solution cô có challenge lâu lắm của nó five pages beyond phần này phần lại đấy phần lại đấy vì sao now need solution okay I can do that five pages ngắm lâu dài đấy now need solution ten pages beyond phần này xem như là sai rồi xem rồi phần này này solution xem như là phần này này alo miêu cô at least đi nhá nhá biết là sao mà phát triển đi nhá facebook bắt đầu like trên này đi nhá youtube mới đi like trên này đi nhá the x y and z đặc biệt mẹ ten pages bí ẩn ngập phần này sự việc của challenge lấy được khu bí hại là solution này number two sao phải là khu nào motivations cô toa lý ya về một bên này em mà nên để solution đi nên toa gì mà chịu sao phải bố tự đi ya sao phải bố sao ông gặp cô hey nên gì ngang của phải ngài đi mà nói nên phải luôn một video ngang sao nên để bí ẩn phải bố like I'm waiting for you cô nào mày calling phải không bookshelf của mình này bookshelf mà thà ra mẹ, đàm mà mua số chuyện ấy à bố mà thà ra mẹ, cô ấy à bố mà bên miền Tây này này lũ ấy này này được chưa số chuyện bị nice day mà thà ra mẹ bị anh ta đó ấy, bông thay nên gì số chuyện anh ở khu kia lũ người phía này ra về ấy là kiểu thì phía dưới ta chả lũ người phía mà về, cô phía dưới số chuyện at least I'm not the only, đàm mà ta yêu thêm mà hậu đi nó, anh ta đấy mà, cô anh ta business của cô lâu đó là phong tàu này. Đa số lúc xin anh đã tối nay lấy ra ốp phát bì ra ốp phát đề coffee mình nè coffee tao nè em làm nhiều số 10 pages cả bà lúa mà số bì đó hả em đi ra ốp phát nè được beginner rồi bọn nó em làm nhiều hồ sa cho bố gì được làm nhiều nhất là nè tên này mà không hồ số ra ốp phát nhất thì anh ta ở chỗ chơi du lịch nhà ấy xí lắm
ဟို experience နင်းစီမှာ e နှလုံးရှိရဲ့ e ရဲ့ e နှလုံးကိုအများရန် e e နှလုံးကိုအများရန်နင်းစီလက်ကင်ထားတယ်ဘာလဲဆိုတော့ experience is expensive experience gap expensive ဖြစ်တယ်တချို့လူတွေကဒီ experience ရဖို့အတွက်ငွေကုန်နဲ့အချိန်ကုန်နဲ့တချို့တလေဆိုဘဝတွေပေးလိုက်ရတယ်တချို့တလေဆိုလို့ချင်းပြန်မရနိုင်တော့တဲ့အချိန်တွေကိုသူတို့ကစည်သေးလိုက်ရတယ် so expensive very expensive ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရတဲ့ experience တွေ experience ကဘယ်လိုပြောမလဲ experiences experience တွေကသူတို့ရတဲ့ experience တွေကပြောတတ်တယ်ပြောမတတ်မဟုတ်ဘူးအခုပါဆက်ဖြားမှာမိနေလို့ပါမှာ experience ကအရင် expensive ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့တွေကစာရေးစရာတွေကစာအုပ်ထဲမှာပြန်ရေးပေးတယ်ကျမနင်းစီတို့ဖတ်လိုက်တယ်ဖတ်လိုက်ပြီးတော့မှနင်းစီတို့ဖတ်မိလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ all to be လို့လောက်ရင်ဒီလို consequences ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုရီလိုက်မလုပ်တော့ကိုရီဒီလို့အတွေးတွေဖြစ်လာအောင်လို့စာအုပ်ဖတ်တယ်ဆိုစာအုပ်ကအများဆုံးတစ်လအချိန်ကုန်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများဆုံးစာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကုန်မယ်စာအုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကုန်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသူရေးထားတဲ့စာအုပ်ထဲက information တွေကကျမတို့ဘဝတွေကိုတိဆောက်လို့ရတယ်ရှောင်ရံဆောင်ရံလေးတွေရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် expensive experience ဝယ်စရာမလိုတော့ experience တွေအားလုံးကငွေကုန်ကြေးကျရှိရဲ့အချိန်ကုန်တယ်တိတ်ခါတွေကုန်တယ်မာနတွေစတဲ့ရတယ်အများကြီးရှိတယ်အများကြီးဒါပေမဲ့စာအုပ်ထဲမှာရေးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်တွေက shortcut နဲ့သွားလို့ရတယ်မြင်းစီကစာအုပ်ဖတ်ခြင်းရဲ့အမြင်ကိုအဲ့လိုမြင်တယ်ပြီးတော့မှအုံနောက်တွေကိုအုံမောက်ကိုလည်းအများတန်းတွေးတောပြီးတော့မှအများတန်းတွေးတောစီတယ်ပြီးတော့မှအများတန်းထက်မြက်နေအောင်ချွန်နေတဲ့ခဲတဲ့မျိုးချွန်ထက်နေအောင်လို့မျက်စိချင်မိပါတယ်ဆိုတော့မျက်စိပြင်းတဲ့ tip ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေး tip တစ်ခုကစာဖတ်ခြင်းနဲ့တော်တော်အချိန်မရှိဘူး irreason ရှိနေလို့ရစာဖတ်ခြင်းနဲ့တော်တော်စာဖတ်ရအရင်အင်္ဂိုက်တဲ့အရင်ပြင်းနေဆိုတော့တငယ်ချင်းတွေကို share ပေးတာဖြစ်ပါတယ်လို့နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးကိုဒီစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးပြီးနဲ့လူတွေကိုလည်းမျက်စိကို comment ပေးသွားလို့ရတယ်ဘာလို့ဆိုတော့မျက်စိစာအုပ်ဖတ်တာတော့ဝက်ပဲပြီးသေးရဲ့ဝီဝီဝါဝါဖြစ်နေတယ်တိတော့တိနေပြီဒါပေမဲ့မတိသေးဘူးဆိုတော့အချိန်ပိုင်းခြားကာလကိုရအောင်လို့ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆီယာမဂျူးရဲ့လာရဲ့အောင်ဘက်မိုင်အဝေးမှာဆိုရစာအုပ်ဖတ်ပြီးနေတယ်တူတူရှိလို့ရှိရင်ဒီမှာကိုအကြိုက်လားဘလို့ဘာဖြစ်လို့ကြိုက်တာလဲဘယ်ကာရက်တာကိုကြိုက်တာလဲဆိုတော့ပြောပြပေးပါနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုတစ်ခုမှပြန်ဆောင်ကြရအောင်တော်တော်